Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bắt đầu thực hiện chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc đua tới Nhà Trắng bước vào chặng nước rút khi mà chỉ còn 29 ngày nữa là đến bầu cử. Trong chiến lược mới thì bà Kamala Harris đã xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình, tham gia các chương trình nổi tiếng để thu hút sự chú ý của cử tri. Bà Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS. Tuần trước thì bà cũng tham gia podcast của Her Daddy để thảo luận về quyền phá thai. Bà Harris hiện đang tăng cường xuất hiện trước công chúng và đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông thân thiện trong nỗ lực cải thiện hình ảnh trước cuộc bầu cử. Sẽ phải mất tới 14 năm mới có thể dọn dẹp được đống đổ nát ở dải Gaza nếu như xung đột chấm dứt ngay vào thời điểm này. Đó là đánh giá vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra. Theo thống kê thì dải Gaza đã có hơn 163.000 tòa nhà bị hư hại hoặc là san phẳng với số lượng gạch đá đổ nát lên tới 42 triệu tấn. Chi phí để dọn dẹp có thể lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Hiện có một nhóm công tác do Liên Hợp Quốc đứng đầu đang lên kế hoạch thực thi dự án dọn dẹp thí điểm tại Khan Yunis và thành phố Deir Ebola trong tháng này. Liên Hợp Quốc hy vọng là có thể tận dụng đống gạch đá đổ nát hiện nay để tái thiết một phần mạng lưới đường bộ và củng cố bờ biển. Một năm trước đây đã xảy ra vụ đột kích của các tay súng Hamas vào Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Sau các cuộc trao đổi con tin và nỗ lực giải cứu của quân đội Israel, hiện vẫn còn khoảng 100 con tin chưa rõ số phận ở dải Gaza, trong đó có 6 công dân Thái Lan. Vùng Đông Bắc Thái Lan, gia đình ông Tom Sriaun không lúc nào ngừng ngóng trông tin tức về con trai Wachara Sriaun. Con trai tôi vẫn ở Gaza, bị Hamas bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì vậy, tôi luôn xem tin tức. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng Hamas đã sát hại 41 người Thái Lan và bắt đi 30 người Thái Lan. Sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 11 năm 2023, có 23 người được thả. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, vẫn còn 6 người Thái Lan vẫn đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở Gaza. Kể từ khi nghe tin con trai bị bắt làm con tin ở Gaza, ông Tom Sriaun đã phải nhiều lần nhập viện. Dẫu vậy, ông vẫn luôn mong một ngày được đoàn tụ với con trai. Tôi cảm thấy rất nặng nề. Tôi đã phải vào bệnh viện 2-3 lần khi con trai tôi bị bắt đi. Huyết áp của tôi lên cao và tôi phải nhập viện một vài lần. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ về con trai mình. Chính phủ Thái Lan đã sử dụng kênh chính thức và cả các kênh đàm phán riêng để giải cứu các công dân bị Hamas bắt làm con tin ở dải Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngừng bắn đã không đạt tiến triển từ cuối năm ngoái, khiến các nỗ lực để đưa con tin trở về bị đình trệ. Bão Milton đã tăng cường độ và đang hướng về Florida của Mỹ, nơi vừa trải qua một cơn bão mạnh khác là Helen. Giới chức bang đã ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đã nhanh chóng mạnh lên cấp cao nhất trên tháng bão 5, cấp Saffir-Simpson, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi hình thành ở vịnh Mexico. Hiện bão Milton có sức gió 285 km/h. Các quan chức cảnh báo rằng cơn bão Milton đang di chuyển nhanh chóng sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Về cơ bản, tất cả các mối nguy hiểm đều có thể xảy ra ở đây. Chúng ta thực sự phải nghĩ đến tình trạng mất điện trên diện rộng trong nhiều ngày khi cơn bão Milton đi qua Florida. Tiếp theo đó là cây đổ, mất điện hoặc có thể là không thể di chuyển trong nhiều ngày. Thống đốc bang Florida của Mỹ đã mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán. Nếu bạn là người sống ở khu vực rất dễ bị tổn thương ở bờ Tây Florida, hãy rời đi ngay bây giờ mà không cần phải chờ lệnh sơ tán. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những kịch bản có thể xảy ra, tác động chắc chắn sẽ rất lớn. Chính quyền bang Florida, Mỹ đã chuẩn bị giường cho các nhân viên cứu hộ bên trong một sân vận động có sức chứa 10.000 người nhằm ứng phó kịp thời trước khi cơn bão Milton tấn công. Trong khi đó, người dân thành phố Dade and Melbourne ở Florida, phía tây nam nước Mỹ đã lấp đầy các bao cát để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Milton. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, bão Milton nhiều khả năng sẽ đổ vào khu vực Vịnh Tampa vào sáng ngày 9 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bang Florida, cho phép triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thảm họa ở cấp liên bang. Chiều nay theo giờ Việt Nam, giải Nobel Vật lý 2024 đã được công bố và dành cho hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton. Hai nhà khoa học nói trên được vinh danh về những khám phá và phát minh cơ bản cho phép học máy sử dụng mạng lưới thần kinh nhân tạo.
Nhà khoa học John Hadfield, 91 tuổi, đã tạo ra bộ nhớ liên kết có thể lưu trữ và tái tạo hình ảnh cùng nhiều loại mô hình dữ liệu khác. Trong khi đó, thì nhà khoa học Geoffrey Hinton, 77 tuổi, phát minh một phương pháp tự động tìm đặc điểm ở dữ liệu và tiến hành nhiệm vụ như là xác định yếu tố đặc biệt trong hình ảnh. Theo đánh giá của Hội đồng Nobel Vật lý, công trình của hai nhà khoa học đã mang lại lợi ích lớn lao và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. With a strength